gì đây? Xe buýt khớp nối. Articulated bus. Articulated bus. Xe buýt khớp nối. Articulated bus. Xe buýt khớp nối là loại xe buýt có khả năng uốn cong ở giữa thân nhờ một trục xoay nối hai toa xe. Xe buýt khớp nối là phương tiện đi lại phổ biến ở những thành phố lớn. Gì đây? Máy xúc cần gắp. Excavator grapple. Excavator grapple. Máy xúc cần gắp. Excavator grapple. Máy xúc cần gắp là máy dùng để gắp, xúc, cặp gỗ, đưa gỗ từ vị trí này đến vị trí khác một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi. Xe gì đây? Xe ba bánh. Tricycle. Tricycle. Xe ba bánh. Tricycle. Bánh hay còn gọi là xe ba gác là loại xe dùng để chở hàng, vận chuyển những đồ nặng, cồng kềnh từ nơi này qua nơi khác, thay thế sức của con người. Xe gì đây? Xe lửa. Train. Train. Xe lửa. Train. Xe
xe lửa hoặc tàu hỏa, tàu lửa, là một hình thức vận tải đường sắt. Xe lửa gồm nhiều toa nối với nhau, chạy dọc theo đường ray, để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa. Xe gì đây? Máy xúc mini. Mini excavator. Mini excavator. Máy xúc mini. Mini excavator. Máy xúc mini là một loại xe có bánh xích hoặc bánh lốp được sử dụng nhiều trong xây dựng. Máy xúc mini được sử dụng trong không gian nhỏ và chật hẹp nhưng vẫn có khả năng theo kịp máy móc lớn trong các công trình quy mô lớn. Gì đây? Xe đưa đón. Shuttle bus. Shuttle bus. Xe đưa đón. Shuttle bus. Xe đưa đón là xe chuyên dùng để đưa đón hành khách đến một địa điểm nào đó. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye.